Nước biển trí huệ của Phật cũng lại như thế, chảy vào trong tất cả tâm chúng sinh. Nếu các chúng sinh có diệu quan sát trí, quan sát tất cả cảnh giới, tu tập pháp môn hợp với mình, thì sẽ đang được trí huệ thành tịnh sáng suốt, mà trí huệ Như Lai bình đẳng không hai, chẳng có sự phân biệt. Chỉ vì tâm hạnh của chúng sinh tu hành khác nhau, nên đang được trí huệ thảy đều khác nhau. Các vị Phật tử, đó là tướng tâm thứ ba của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như biển cả có bốn bảo châu, đủ vô lượng đức hay sinh ra tất cả châu báu trong biển. Nếu trong biển không có bảo châu này, thì cho đến một châu báu cũng không có. Những gì là bốn? Một tên là Tích Tập Bảo, hai tên là Vô Tận Tạng, ba tên là Viễn Ly Xí Nhiên, bốn tên là Cổ Túc Trang Nghiêm. Phật tử, bốn bảo châu này, tất cả phàm phu các dòng thần đều không thấy được. Tại sao? Vì Tà Kiệt La Long Vương đem bảo châu này để trong chỗ đoan nghiêm vương vức, cất giấu chỗ bí mật ở trong cung. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như biển cả có bốn bảo châu đầy đủ vô lượng đức, hay sinh ra tất cả châu báu trong biển, nếu trong biển không có bảo châu này, thì cho đến một châu báu cũng không có. Những gì là bốn bảo châu? Một tên là Tích Tập Bảo, vì tích tập đủ thứ cát lành thành tựu. Hai tên là Vô Tận Tạng, lấy không hết, dùng không cạn. Ba tên là Viễn Ly Xí Nhiên, tức là lìa khỏi tất cả phiền não. Bốn tên là Cụ Túc Trang Nghiêm, tức là đầy đủ các thứ báu trang nghiêm. Các vị Phật tử, bốn bảo châu này, tất cả phàm phu và các dòng thần đều không thấy được. Tại sao? Vì Tà Kiệt La Long Vương đem bảo châu này để trong chỗ đoan nghiêm vương vức, cất giấu chỗ bí mật ở trong cung. Phật tử, biển trí huệ của Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế, có bốn báu đại trí đầy đủ vô lượng phước trí công đức, do đó hay sinh ra báu tất cả chúng sinh thành văn độc giác, bậc học vô học và các Bồ Tát trí huệ. Những gì là bốn? Đó là báu đại trí huệ thiện xảo phương tiện không kiểm trước, báu đại trí huệ kéo phân biệt pháp hữu vi vô vi, báu đại trí huệ phân biệt nói vô lượng pháp mà không hoại pháp tánh, báo đại trí huệ biết thời phi thời chưa từng lầm lỗi. Các vị Phật tử, biển trí huệ của Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế, có bốn đại trí bảo châu đầy đủ vô lượng phước trí và vô lượng công đức, nhờ đó hay sinh ra châu báu tất cả chúng sinh thanh văn và độc giác, bậc học và bậc vô học, phàm là chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả a la hán gọi là bậc hữu học, chứng được tứ quả a la hán gọi là bậc vô học, cùng với các Bồ Tát trí huệ. Những gì là bốn thứ báu đại trí huệ? Đó là bảo châu đại trí huệ thiện xảo phương tiện không nhiễm trước, bảo châu đại trí huệ khéo phân biệt pháp hữu vi và pháp vô vi, bảo châu đại trí huệ phân biệt nói vô lượng pháp mà không hại pháp tánh, bảo châu đại trí huệ biết thời phi thời chưa từng lầm lỗi. Nếu trong biển đại trí của các Như Lai không có bốn thứ báu này, thì sẽ không có chúng sinh nào được vào đại thừa. Bốn thứ báu trí này chúng sinh phước mỏng không thể thấy được. Tại sao? Vì bốn thứ báu trí này để nơi tạng thâm mật của Như Lai bình đẳng chánh trực đoàn khiết tốt đẹp hay là ít khắp các chúng Bồ Tát, khiến cho các Bồ Tát đều đắc được trí huệ quang minh. Phật tử, đó là tướng tâm thứ tư của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Nếu trong biển đại trí của các Như Lai không có bốn thứ báu này, thì sẽ không một chúng sinh nào được vào đại thừa. Bốn thứ báu trí này chúng sinh vương mỏng không thể thấy được. Tại sao? Vì bốn báu trí này để nơi tạng thâu mật của Như Lai bình đẳng chánh trực đoàn kết tốt đẹp hay là ít khác các chúng Bồ Tát, khiến cho các Bồ Tát đều đắc được trí huệ quang minh. Phật tử, đó là tướng tâm thứ tư của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như trong biển có bốn báu lớn ánh sáng hừng hực, để ở dưới đáy biển đánh cực nóng mãnh liệt, thường hút uống vô lượng nước trong sông đổ vào biển, cho nên biển không có tăng giảm. Những gì là bốn? Một tên là Nhật Tạo, hai tên là Ly Nhuận, ba tên là Hòa Diệm Quang, bốn tên là Tận Vô Dư. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như trong biển có bốn báu lớn ánh sáng hừng hực, để ở dưới đáy biển tánh của báo lớn đó cực nóng mãnh liệt, thường hút uống vô lượng nước trong sâu đổ vào biển, bởi vậy cho nên biển không có tăng giảm.
Những gì là bốn thứ báu lớn ánh sáng hừng hực? Một tên là nhiệt tạng, nóng giống như ánh sáng mặt trời. Hai tên là ly nhuận, hay khiến cho thấm nhuận mà lìa khỏi. Ba tên là hòa diệm quang, nóng mãnh liệt giống như lửa. Bốn tên là tận vô dư, hay nhiếp thọ hết thảy dòng nước đổ vào biển không thừa sót. Phật tử, nếu trong biển không có bốn báu này thì từ bốn thiên hạ cho đến cõi trời hữu định, hết thảy trong đó đều bị ngập chìm. Phật tử, ánh sáng của báu lớn nhiệt tạng đó chiếu đến nước biển thì đều biến thành sữa. Ánh sáng báu lớn ly nhuận chiếu đến sữa đó thì đều biến thành lạc. Ánh sáng báu lớn hòa diệm quang chiếu đến lạc đó thì đều biến thành tô. Ánh sáng báo lớn vô tận tạng chiếu đến tô đó thì đều biến thành đề hồ, như lửa thiêu đốt đều cháy sạch không thừa sót. Cả vị Phật tử, nếu trong biển không có bốn thứ báu này thì từ bốn thiên hạ cho đến có trời hữu đỉnh, trời cứu kính giác giới, hết thảy chúng sinh trong đó đều bị nước lớn ngập chìm, không còn gì tồn tại. Cả vị Phật tử, ánh sáng báu lớn nhờ tạng đó chiếu đến nước biển thì đều biến thành sữa. Khi Phật còn trụ thế, nước uống bổ dưỡng còn hơn là sữa bò bây giờ. Tại sao vậy? Vì con người thuở đó phước báo sâu dày, cho nên có hiện tượng đó. Con người thời hiện đại, vì phước báo quá mỏng, cho nên chẳng có sự bổ dưỡng như vậy. Ánh sáng báo lớn ly nhuận chiếu đến sữa đó thì đều biến thành lạc. Ánh sáng báo lớn hòa diệm quang chiếu đến lạc đó thì đều biến thành tô. Ánh sáng báo lớn vô tận tạng chiếu đến tô đó thì đều biến thành đề hồ, giống như dùng lửa thiêu đốt đều cháy sạch hết, chỉ còn lại đề hồ đến nơi rốt ráo. Phật tử, biển đại trí huệ của Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế. Có bốn thứ đại trí huệ báu đầy đủ vô lượng oai đức quang minh. Quang minh trí huệ báu đó chiếu đến các Bồ Tát cho đến khiến cho đắc được đại trí huệ của Như Lai. Những gì là bốn? Đó là đại trí huệ báu rẻ tất cả sóng tán thiện, đại trí huệ báu trừ tất cả pháp ái, đại trí huệ báu huệ quang chiếu khắp, đại trí huệ báu bình đẳng vô biên vô công dụng với Như Lai. Các vị Phật tử, biển đại trí huệ của Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế. Có bốn thứ đại trí huệ báu đều đầy đủ vô lượng oai đức đại quang minh. Đại trí huệ quang minh báu đó chiếu đến thân tất cả Bồ Tát cho đến khiến cho đắc được đại trí huệ của Như Lai. Những gì là bốn đại trí huệ quang minh báu? Đó là: một, đại trí huệ báu hay tiêu diệt tất cả sóng tán thiện; hai, đại trí huệ báu hay tiêu trừ tất cả pháp ái; ba, đại trí huệ báu huệ quang chiếu khắp; bốn, đại trí huệ báu bình đẳng vô biên vô công dụng với Như Lai. Phật tử, khi các Bồ Tát tu tập tất cả pháp trợ đạo thì sinh khởi sóng vô lượng tán thiện, tất cả thế gian trời người Atula không thể phá hoại được. Như Lai dùng đại trí huệ quang minh báu diệt tất cả sóng tán thiện chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ tất cả sóng tán thiện, giữ tâm một cảnh, trụ nơi tam muội. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu trừ tất cả pháp ái chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự chấp trước vị tam muội, khởi thần thông rộng lớn. Các vị Phật tử, khi hết thảy tất cả Bồ Tát tu tập tất cả pháp trợ đạo, 37 phẩm trợ đạo thì sinh khởi sóng vô lượng tán thiện, tất cả thế gian trời người Atula không thể phá hoại được. Như Lai dùng đại trí huệ quang minh báu diệt tất cả sóng tán thiện chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ tất cả sóng tán thiện, giữ tâm một cảnh, trụ nơi tam muội. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu trừ tất cả pháp ái, tu hành tham trước tam muội, không biết cầu tiến bộ, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự chấp trước vị tam muội, nghĩa là xả bỏ tham đắm vị thiền, đừng cảm giác có chút vị đạo. Nếu chấp trước vào thì sẽ trang chịu buông bỏ, nếu lìa bỏ được sẽ khởi thần thông rộng lớn. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu huệ quang chiếu khắp, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự khởi thần thông rộng lớn, trụ đại minh công dụng hạnh. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu bình đẳng vô biên vô công dụng với Như Lai, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự khởi đại minh vô công dụng hạnh. Cho đến